chương 561, em cứ yên tâm. Lam Hoa Giang nghe cười đáp, không đầu, hân hân, tôi tin ánh mắt của em sẽ không thấp kém như thế. Cứ quyết định vậy đi. Lê Văn Vân khẽ mím môi, rồi nhìn nhân viên phục vụ nói, nếu anh này muốn tính tiền thì cứ ghi tên anh ta là được. Đúng rồi, rượu đắt nhất trong nhà hàng các cô là bao nhiêu? Lam Hoa Giang nghe Lê Văn Vân nói thế thì vẻ mặt hơi biến sắc. Nhân viên phục vụ sửng sốt, nhưng thái độ phục vụ vẫn rất tốt. Cô ta khẽ cười đáp, Rượu đắt nhất trong nhà hàng chúng tôi là loại rượu vang, tầm 50 vạn một chai ạ à. Vậy cô lấy cho tôi 10 chai, à đúng rồi, lát nữa lúc thanh toán thì nhớ tìm tổng giám đốc Lam này, anh ta không thiếu chút tiền này, Lê Văn Vân nói Khóe miệng Lam Hoa Giang đang ngồi ở bên cạnh khẽ giật Anh ta cũng coi như tay trắng dựng nghiệp, đến bây giờ cũng có tài sản mấy trăm triệu Nhưng vốn lưu động thật sự trong tài sản mấy trăm triệu này, có lẽ cũng chỉ có mấy nghìn vạn vậy mà Lê Văn Vân vừa mở miệng đã đòi uống 500 vạn khiến anh ta sửng sốt. Anh đòi nhiều như vậy có uống hết không? Lam Hoa Giang không nhịn được mắng. Audio điện tử võ tấn bền. Tôi uống được hết, Lê Văn Vân nhún vai đáp, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ ngay cả 500 vạn anh cũng không có, e rằng tiền lương một năm của Hân Hân không chỉ là con số này đâu. Khóe miệng Lam Hoa Giang khẽ giật, anh ta kéo một chiếc ghế bàn bên cạnh ra, rồi đặt mông ngồi xuống nói, "Được, cô lấy cho anh ta 10 chai, nếu anh có thể uống hết thì tôi sẽ thanh toán, ngược lại anh mà không uống hết thì anh phải tự thanh toán." Lê Văn Vân khẽ cười đáp, "Được thôi." "Lê Văn Vân, anh," Đặng Hân Hân khẽ cau mày. "Em cứ yên tâm," Lê Văn Vân nói. Đặng Hân Hân cũng không lo lắng gì nhiều, cô biết dù Lê Văn Vân không uống hết thì bản thân cô cũng có thể thanh toán số tiền đó, cô chỉ cảm thấy hơi lãng phí tí thôi. Nhân viên phục vụ sửng sốt rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Lam Hoa Giang cứ thế ngồi ở bên cạnh nhìn Lê Văn Vân. Đợi 10 chai rượu được mang lên, Lê Văn Vân khẽ cười nói, cô khui hết ra đi. Khóe miệng Lam Hoa Giang giật mạnh, nhân viên phục vụ ngẩn người nói, anh à, hay là anh uống hết một chai rồi hẵng khui một chai nữa, lỡ anh uống không hết thì lãng phí lắm. Cô cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ uống hết, Lê Văn Vân cười đáp. Nhân viên phục vụ nghe Lê Văn Vân nói thế cũng không nói gì nữa mà bắt đầu khui từng chai rượu. Lê Văn Vân mặc kệ tất cả, dứt khoát cầm một chai rượu lên uống. Chương 562 cả người Lam Hoa Giang đều mơ màng. Mới đầu bọn họ tự tán gẫu, thật sự phớt lờ Lam Hoa Giang đang ngồi ở bên cạnh. Bên Lam Hoa Giang nhanh chóng xuất hiện thêm một người, bọn họ đang bàn chuyện làm ăn, nhưng Lam Hoa Giang không thể nào tập trung bàn bạc được, anh ta nhìn Lê Văn Vân đang uống rượu vang ở bên này, tim hơi nhói đau một là đau lòng về cách uống rượu của Lê Văn Vân. Anh ta hiếm khi uống loại rượu đắt thế này. Hai là anh ta thật sự hơi lo lắng, lát nữa Lê Văn Vân sẽ thật sự uống hết, đến lúc đó anh ta sẽ phải thanh toán hơn 500 vạn. Đối với anh ta mà nói đây không phải là con số nhỏ, mà là con số khiến anh ta đau lòng. Chủ yếu là mới thoáng chốc mà số rượu trước mặt Lê Văn Vân đã rỗng hai ba chai rồi, anh ta cảm thấy dường như Lê Văn Vân đang thật sự uống rượu vang như nước ép trái cây. Tổng giám đốc Lam, nếu anh vẫn mang trạng thái như vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa. Nói được một lúc, khách hàng ngồi đối diện với Lam Hoa Giang phát hiện ra anh ta hơi mất tập trung, nên không nhịn được lên tiếng. Lam Hoa Giang nhất thời sửng sốt nói: Tổng giám đốc hứa. Ban nãy tôi có hơi thất thần. Anh nói tiếp đi. Bỏ đi. Tổng giám đốc hứa đứng dậy, hờ hững nói: Anh tìm người khác để hợp tác đi. Xuất lời, anh ta liền đi thẳng ra ngoài hình như tổng giám đốc hứa đó cảm thấy mình không được tôn trọng nên không chấp nhận nổi thái độ của đối phương thấy anh ta rời đi lam hoa giang vội đuổi theo mấy phút sau anh ta quay về chỗ ngồi với vẻ mặt khó coi rõ ràng vì chuyện của lê văn vân mà anh ta đã mất đi một khách hàng mẹ kiếp thấy lê văn vân trong lòng anh ta thầm mắng một câu thời gian dần trôi qua bất giác đã trôi qua hai tiếng đồng hồ Lúc này sắc mặt của Lam Hoa Giang đang từ từ trở nên trắng bệch. Lê Văn Vân đã cầm chai rượu thứ 9 lên uống rồi. Hơn nữa, hình như Lê Văn Vân đã uống hết 8 chai vẫn không hề hấn gì. Cả người Lam Hoa Giang đều mơ màng. Nửa tiếng nữa lại trôi qua, hai chai rượu trước mặt Lê Văn Vân lại trống rỗng, 10 chai rượu đều bị Lê Văn Vân uống hết vào bụng, thậm chí trong quá trình đó anh chẳng hề đi vệ sinh. "Ờ, tôi uống hết rồi." Lê Văn Vân dốc ngược chai rượu xuống sàn, rồi vẫy tay nói, phục vụ, tính tiền. Đặng Hân Hân ngồi đối diện anh cũng hoàn toàn ngơ ngác. Trên thực tế, cô chưa từng uống rượu cùng Lê Văn Vân, nhưng trước đây Trần Hiểu Nguyệt đã từng nhắc với cô, tử lượng của Lê Văn Vân rất cao, nhưng cô không ngờ lại cao đến trình độ này. chương 563, 1.000 vạn, anh lấy ra được không? Nghe Lê Văn Vân nói thế, khóe miệng Lam Hoa Giang không khỏi giật mạnh. Tổng Giám Đốc Lam, Nhân viên phục vụ hơi yếu ớt hỏi. Thấy vẻ mặt cười như không cười nhìn Lê Văn Vân, Lam Hoa Giang nghiến răng nghiến lợi nói, "Được, ông đây sẽ thanh toán cho anh." Anh ta đau lòng rút ra một tấm thẻ, lúc rút ra tay vẫn đang run rẩy. Lê Văn Vân mỉm cười nói, "Vậy hai chúng tôi đi trước, tổng giám đốc Lam là người tốt, lần sau lại mời hai chúng tôi đi ăn nữa nhé." Lam Hoa Giang tức đến mức thở phì phò, nhất là khi nghe thấy Lê Văn Vân nói hai chúng tôi. Hơn nữa lúc Lê Văn Vân đứng dậy, Đặng Hân Hân rất tự nhiên khoác tay Lê Văn Vân. Trên thực tế, Đặng Hân Hân sợ Lê Văn Vân uống nhiều quá, nên lo anh sẽ đứng không vững. Nhưng theo Lam Hoa Giang thấy thì cô đang cố ý sâu ân ái trước mặt anh ta, anh ta nhìn chầm chầm Đặng Hân Hân và Lê Văn Vân rồi hỏi, tên kia, tôi cho anh 500 vạn để rời xa Hân Hân. Lê Văn Vân nhướng mày nói, tôi cho anh lại 1.000 vạn, sau này anh đừng dây dưa với Hân Hân nữa, chẳng lẽ anh không nhìn ra, Hân Hân rất phản cảm với anh à. Một nghìn vạn, anh lấy ra được không? Lam Hoa Giang khẽ cười hỏi. Thật ra lúc này Lê Văn Vân cũng hơi nóng đầu, mặc dù tử lượng của anh rất cao, hầu như cả đời này chưa say bao giờ. Nhưng đây là 10 chai rượu vang, lúc này đang bắt đầu ngấm vào người, nên sự quật cường trong người nhất thời bị Lam Hoa Giang khơi dậy. Bốp! Thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải bị anh đập mạnh xuống bàn, rồi anh bình tĩnh nhìn Lam Hoa Giang nói, anh đang hợp tác với ngân hàng Tân Hải, có lẽ sẽ nhận ra đây là thứ gì đúng không? Lam Hoa Giang thay đổi sắc mặt nói, thẻ kim cương, sao anh có thể có được thứ này? Tôi nói rồi, không phải ai cũng thiểu năng, viết hai chữ có tiền lên mặt như anh đầu, huống hồ chút tiền này chẳng là cái thá gì so với tôi cả. Lê Văn Vân khinh bỉ nói, nếu anh còn dây dưa với Hân Hân thì ông đây sẽ bảo ngân hàng Tân Hải cắt đứt khoản vay của anh, để công ty của anh phá sản đầu lam hoa Giang sắp nổ tung rồi, nghe Lê Văn Vân nói thế, cả người anh ta đều run rẩy. Nhưng anh ta không dám nói gì nữa. Lê Văn Vân cười chế giễu rồi cất thẻ ngân hàng vào túi, Đặng Hân Hân dìu anh đi ra bên ngoài. Lê Văn Vân đưa chìa khóa cho Đặng Hân Hân nói, em lái xe đi. Chúng ta đi đâu đây? Đặng Hân Hân hỏi. Em chờ tôi về nhà rồi hãng lái xe đi, lúc em ở Yên Kinh cứ lấy chiếc này mà đi, chứ anh thấy em cũng không có chiếc xe nào cả, trước đây anh đã mua hai chiếc, nên bây giờ vẫn còn một chiếc để không. Lê Văn Vân nói, lúc Hoàng Thi Kỳ rời đi đã ném chìa khóa chiếc xe đó cho anh, chứ không lái đi. Đặng Hân Hân cũng không từ chối, cô gật đầu nói, được, vậy em sẽ lái xe đưa anh về trước, anh nói địa chỉ đi. Lê Văn Vân nói địa chỉ, rồi Đặng Hân Hân khởi động xe, chạy về phía nhà của Lê Văn Vân. Đặng Hân Hân đưa tới công tiểu khu thì cao mày nói, em dẫn anh lên nhé, anh uống nhiều như vậy nên em lo anh sẽ xảy ra chuyện. Lê Văn Vân khẽ cười nói, anh không sao, tử lượng của anh rất cao, chỉ là trước đó không uống nhiều như vậy, quả thật có hơi say say, anh lên đó ngồi một lát là ổn thôi, em mau về đi, bây giờ đã rất muộn rồi, ngày mai em còn phải đi làm nữa. Đặng hân hân nghe Lê Văn Vân nói thế thì gật đầu nói, thôi được rồi, anh nhớ chú ý một chút, ngày mai anh hãy gọi cho em. Được, Lê Văn Vân gật đầu đáp, rồi chào tạm biệt đặng hân hân, quay về nhà của mình. chương 564, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Có thể hấp thụ xương rồng, quả thật đáng để thử. Lý Đông giã nói, bây giờ ra tay luôn à? Lão Vân lên tiếng hỏi. Lý Đông giã lắc đầu đáp, nếu bây giờ ra tay sẽ gây ra động tính cực kỳ lớn, thu hút sự chú ý của người gác đêm đối với chúng ta. Ngộ nhỡ mấy ông bà già trong người gác đêm kia chạy tới thì không phải là chuyện tốt lành gì đối với chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Lão Vân hỏi. Cậu ta cần xương rồng trong tay chúng ta, tất nhiên là. Gậy ông đập lưng ông rồi. Lý Đông giã cười híp mắt nói. Đồng thời, ở vùng biển xa xôi, màn đêm đã buông xuống, thành phố trên đảo đã đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng sẽ có xe chạy qua chạy lại trên đường quốc lộ. Nhưng trên đường thì hầu như không có một bóng người đi đường, kể cả cửa hàng dọc hai bên đường cũng đóng cửa hết. Buổi tối ở khu tội ác có rất ít người đi đường, ngoài những người cực kỳ tự tin về bản thân mình lúc này ở vùng giáp danh thành phố khương vĩ hùng hổ nói mẹ kiếp tôi tưởng gần lắm chứ ai rẻ đi mất một ngày một đêm mới tới mấy chiếc xe đi ngang qua kia cũng không muốn đón người suýt làm ông đây mệt muốn chết bên cạnh anh ta đỗ tịch tịch đang mím môi kiên trì trần hiểu nguyệt diều đỗ tịch tịch rồi thở dài một hơi cô biết đỗ tịch tịch kiên trì vì lý do gì cô ấy vốn là con nhà giàu hoàn toàn không cần phải trải qua mấy chuyện này, mà có thể hưởng thụ cuộc sống đẹp đẽ thuộc về mình ở trong thành phố. Tịch tịch, cậu không sao chứ? Trần Hiểu Nguyệt dò hỏi. Tớ không sao, đỗ tịch tịch cười đáp, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Sứt lời, mọi người đều vô thức nhìn về phía Khương Vĩ. Khương Vĩ mắng, tôi biết cái con khỉ, tôi chẳng hay biết gì về khu tội ác, nhưng nhìn công trình kiến trúc và đường xá nơi này, có lẽ cũng không khác gì thành phố ở bên ngoài, chắc cũng có những nơi như khách sạn thôi, chúng ta đi tìm thử xem, có lẽ sẽ tìm được thôi. Mụ nội nó, rõ ràng nơi này ngăn cách với thành phố bên ngoài, không cho máy bay bay vào, vậy thì mấy chiếc xe này vào bằng cách nào? Ngô Nhiêu mắng một câu. Chúng ta đi tìm chỗ đặt chân trước đi, Khương Vĩ nhói. Bọn họ vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy ở gần đó có một bảng hiệu viết khách sạn hàng tâm. Mọi người mừng rỡ đi về phía khách sạn, Bọn họ vừa đi vào trong thì cửa lớn khách sạn bỗng đóng lại. Dưới đèn đường vàng mờ ảo, trên con đường vòng quanh hòn đảo khu tội ác, Hoàng Thi Kỳ đeo ba lô, hai bên ba lô treo dao lam tinh. Khác với thành phố bình thường, nếu vác dao đi vào thành phố bình thường là chuyện cực kỳ quái dị, nhưng trên hòn đảo này thì ăn mặc như vậy là bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng sẽ mang dao hoặc súng ở bên người. Chỉ có vũ khí mới có thể mang tới cảm giác an toàn cho người khác chương 565 hoàn toàn không có tác dụng. Két két, tiếng thắng xe vang lên, xe ngừng ngay bên cạnh Hoàng Thi Kỳ. Đây là xe thể thao cực kỳ sang trọng, nếu đặt ở thành phố bên ngoài, e rằng phải có giá trên nghìn vạn mới có thể sở hữu được. Ở trên xe có hai người nước ngoài đang ngồi, người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái nói lưu loát bằng tiếng Anh, ôi cha, chào cô em xinh đẹp. Lúc nói câu này, trên mặt ông ta lộ ra vẻ hưng phấn chẳng hề giấu giếm, ông ta liếm môi nói cô em sao thế em muốn tới khu tội ác à em hãy hầu hạ tụi anh thoải mái đi rồi tụi anh sẽ đưa em qua đó hoàng thi kỳ không nói gì cô ta mỉm cười với hai người rồi dứt khoát vươn tay ra kéo người đang ngồi trên ghế lái ra ngoài kha kha người ngồi ở ghế phụ cũng nhanh chóng bước xuống xe cười tâu kết nói cô em nóng bỏng anh thích rồi một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay vang lên chẳng mấy chốc xe lại khởi động lần nữa để lại hai người nước ngoài mặt mũi sưng vù nằm nước nở dưới đất, đồng thời chửi ầm lên bằng tiếng Anh. Phác, phác, Hoàng Thi Kỳ lái chiếc xe đã cướp được, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây là quy tắc của khu tội ác, cá lớn nuốt cá bé, biển số xe gì đó đều là đồ giả, hoàn toàn không có tác dụng. Không biết mấy người quân đoàn trưởng nghĩ gì mà lại đưa mấy người ngu ngưu tới đây, hy vọng bọn họ không sao, Hoàng Thi Kỳ nói, đây là khu tội ác đấy, không có một người tốt. Tất nhiên Lê Văn Vân hoàn toàn không biết tình huống ở khu tội ác, lúc này anh đang nằm ngủ say như chết. Dù gì hôm sau cũng không cần phải đi làm, nên anh cũng chẳng để tâm, đợi anh thu thập hết xương rồng bên Yên Kinh rồi, anh định đi tìm người của gia tộc đem để báo thù. Sáng hôm sau, anh bị tiếng chuông điện thoại báo thức, anh cầm lên xem thì phát hiện ra đã hơn 10 giờ sáng rồi. Là Quách Khải Thụy gọi tới, anh nghĩ có lẽ chuyện xương rồng của nhà bọn họ đã có tin tức rồi. Lê Văn Vân nhanh chóng nghe máy, sau khi cuộc gọi được kết nối, Lê Văn Vân liền hỏi, sao thể? Là chuyện của xương rồng à? Quách Khải Thụy hơi lúng túng đáp, Lê Văn Vân, cậu muốn biết cụ thể thì hãy tới công ty chúng tôi đi. Được, vậy tôi sẽ tới đó ngay, Lê Văn Vân nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 566, tất nhiên vẫn còn điều thứ hai. Tôi cũng không hiểu rõ cho lắm, nhưng tôi biết, thứ này có chút quan hệ với thế giới ngầm, nhưng gia đình chúng tôi không tập võ, nên không hiểu rõ cho lắm, quách muội bình tĩnh nói. Quả nhiên là người sống cả đời ở giới thượng lưu, nên biết chút chuyện này cũng là chuyện thường tình. Cứ cho là thế đi, Lê Văn Vân cũng không phủ nhận, anh nhìn quách muội rồi bình tĩnh nói, mục đích của tôi là có được mảnh xương rồng này, còn chuyện giá cả thì mấy người cứ việc đưa ra là được. Quách muội sờ mũi nói, thật ra xương rồng này không có nhiều tác dụng đối với chúng tôi, Mặc dù tổ tiên nói món đồ này là bảo vật gia truyền, bảo chúng tôi truyền từ đời này tới đời khác, nhưng chuyện bảo vật gia truyền này đổi thành cái khác cũng thế thôi, món đồ này càng là hóa thân mang ý nghĩa tinh thần, nhưng tôi cũng biết, đối với người của thế giới ngầm thì món đồ này là vật quý giá. Đối với bản thân tôi mà nói thì nó cũng là vật quý giá, Lê Văn Vân nói thầm trong lòng. Nhưng anh không tiếp lời, từ lời nói của Quách muội, rõ ràng bên nhà họ Quách đã hơi chấp nhận, bọn họ đồng ý giao xương rồng ra nhưng không biết điều kiện là gì. Quách Ngụy nhìn Lê Văn Vân rồi cười nói, tối qua, ý của Khải Thụy là muốn tăng thẳng món đồ này cho cậu, tôi không biết cậu có quan hệ gì với nó, mà mấy năm trước nó đã tặng cho cậu 5% cổ phần, bây giờ lại muốn cho bảo vật gia truyền nhà chúng tôi cho cậu, chẳng lẽ nó đã xem cậu là con rể rồi ư? Nên muốn gì rời tài sản gia tộc. Chú hai, chứ đừng nói bậy, Quách Khải Thụy nhíu mày nói, cổ phần mà cháu chia cho cậu ấy cũng là cháu tự chiếm lấy mà thôi. Không, đây là cổ phần của gia tộc. Đúng lúc này, Quách Hách luôn giữ im lặng bỗng hở hững đáp. Đồng thời ông ta nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt hơi lạnh lẽo và phẫn nộ. Quách muội đè ông ta xuống, ra hiệu ông ta đừng kích động. Ông ta nhìn Lê Văn Vân, rồi vắt chéo chân, gương mặt mang theo vẻ kiêu căng nói, tôi mặc kệ cậu có mục đích, nhưng suy cho cùng tập đoàn Phong Vân là sản nghiệp của gia tộc, chia cổ phần cho một người ngoài không phải là chuyện tốt lành gì nên cậu muốn lấy được xương rồng thì chúng tôi phải thu hồi toàn bộ 5% cổ phần kia. chương 567, cháu có tư cách gì mà nói quách chấn? Nghe thấy những lời này, Lê Văn Vân nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt quách khải thụy hơi khó coi, quách vĩ thịnh ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa mà lên tiếng. Ông hai, cháu đã nói với hai người rồi, đây là vấn đề riêng của quách chấn nhà các ông, là do quách Trấn tới gây sự với Lê Văn Vân, nên mới bị đánh ngược lại. Cháu biết hai người yêu thương Quách Trấn, nhưng nuông chiều quá sẽ phá hủy nó, ông không biết mấy năm nay ở bên ngoài quách trấn nó. Quách muội nhướng mày hỏi, cháu có tư cách gì mà nói quách trấn? Quách Phí Thịnh sừng sốt, rồi vẻ mặt đau khổ không nói nên lời. Đúng vậy, bàn về công tử bột thì ở bên ngoài danh tiếng của anh ta cũng chẳng thua kém gì quách trấn, quả thật không có tư cách gì để nói câu này. Quách muội nhìn Lê Văn Vân, hờ hững nói, tự cậu xem xét rồi làm đi, dù gì tôi cũng đưa ra hai yêu cầu ở đây. Nếu cậu làm được thì cậu có thể lấy xương rồng đi, ngược lại cậu không làm được thì dù tôi chết cũng sẽ không mở lời." "Phù, Lê Văn Vân thở dài nhìn Quách Muội rồi hỏi, ông có biết tại sao lúc đó tôi lại ra tay với Quách Trấn không?" Quách Muội lắc đầu đáp, "Tôi không biết, cũng hoàn toàn không muốn biết." Nói tóm lại vẫn là câu nói đó, cậu đồng ý với hai yêu cầu này thì mọi thứ đều dễ nói. "À đúng rồi, 5% cổ phần đó cũng phải để lại dưới tên Quách Trấn." lê văn vân thở dài nói thôi được rồi nếu ông đã không muốn hỏi vậy thì tôi cũng không nói nữa suốt lời anh nhìn quách khải thụy nói không phải tôi không nể mặt ông mà trên thực tế ông biết rõ tôi là hạng người gì lần này tôi tới tìm ông là định giao dịch theo chính quy để mua lại xương rồng mối quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn rất tốt nên tôi vốn không muốn tuyệt tình trong chuyện này nghe lê văn vân nói thế sắc mặt quách khải thụy hơi thay đổi rồi nói lê văn vân chuyện gì cũng dễ thương lượng mà Lê Văn Vân cười nói, nói tóm lại, mặc kệ tôi đối với các ông hoặc làm gì với nhà họ quách thì hy vọng nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai chúng ta. chương 568, chú biết nhà họ Lê ở Lâm Hải chứ? Lê Văn Vân nhìn Quách Khải Thụy khẽ nói, tôi vẫn nói câu đó, tôi không cố ý nhắm vào các ông, bây giờ tôi có lấy được xương rồng hay không cũng không còn nhiều hứng thú nữa, mà tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, nếu ông đã không muốn nói, vậy thì tôi đi trước. Tôi sẽ đi thăm dò trước, rồi vận dụng hết khả năng để ba người bọn họ trả giá mới được. Dứt lời, anh chẳng thèm để tâm đến gia đình Quách Khải Thụy, mà dứt khoát mở cửa đi ra ngoài. Lê Văn Vân, cậu đừng vội, cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau trước đã. Quách Khải Thụy thấy vậy thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rồi vội nói, Vĩ Thịnh, con mau đuổi theo khuyên nhủ cậu ấy đi. Quách Vĩ Thịnh phản ứng lại, vội vàng đuổi theo Lê Văn Vân. Quách muội cười chế giễu, Quách Khải Thụy, cháu thật là, nếu không phải cháu là con cả thì cháu thật sự không có tư cách để tiếp nhận tập đoàn nhà họ quách chúng ta, một chút tâm huyết cũng không có, Lê Văn Vân này là cái thá gì, chút uy hiếp này của cậu ta chẳng đáng là gì cả. Quách Khải Thụy nhìn chầm chầm ông ta rồi đáp, chú hai, cháu nói rõ cho chú biết, nếu Lê Văn Vân muốn xử nhà chú thì nhà chú chết chắc, nếu cậu ấy nhắm vào tập đoàn phong vận của chúng ta thì chưa tới một tháng, tập đoàn phong vận của chúng ta sẽ không chống đỡ nổi. Quách Ngụy sừng sốt, rồi không dám tin nói, chú không tin, chỉ có ngân hàng Tân Hải do nhà họ Lý và nhà họ Hoàng kết hợp với nhau, mới khiến chúng ta không chống đỡ nổi trong vòng một tháng thôi. Quách Khải Thủy thở dài nói, chú biết nhà họ Lê ở Lâm Hải chứ? Chú biết, chẳng phải nhà họ Lê vỡ nợ là do tập đoàn Hãn Vũ kết hợp với ngân hàng Tân Hải gây ra à? Quách Muội nói, cái gì, người đứng trước mặt chú ban nãy mới là người đứng sau thực thụ. Quách Khải Thụy hơi nóng lòng nói, chẳng phải chú nói đợi người gác đêm tới cứu chú à, cậu ấy chính là người gác đêm đấy, hơn nữa còn là người lợi hại nhất ở trong đó, chú thật sự muốn hại nhà họ Quách tàn đời mới hả dạ à. Cái gì, sắc mặt Quách muội nhất thời thay đổi mãnh liệt, vội bật dậy. Sắc mặt Quách Khải Thụy cực kỳ khó coi, ông ta xoa huyệt thái dương của. Mình rồi nói, năm năm trước, cháu và manh manh gặp nạn, là cậu ấy đã ra tay cứu tụi cháu, lúc đó để cảm kích cậu ấy, cháu đã chuyển 5% cổ phần của bản thân cho cậu ấy. Bây giờ thì hay rồi, quách chân muốn đi đánh người khác, rồi đánh không lại nên bị người ta đưa vào bệnh viện, vì muốn chúc giận cho quách trấn mà chú không phân biệt trắng đen, chẳng hề nề mặt cậu ấy, chú cứ chờ mà xem, để cháu xem bây giờ chú xuống đài bằng cách nào, nhà họ quách. Có lẽ đến đời của cháu là phải kết thúc rồi. Chú, sắc mặt quách muội cực kỳ khó coi. Trường 569 ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nghe thấy câu này của anh ta, Lê Văn Vân liền bật cười, anh vui vẻ nói, không sao, tôi chỉ chướng mắt với lão già đó nên hù dọa tí thôi, dựa vào mối quan hệ giữa tôi và bố cậu, còn có manh manh nữa, tôi sẽ không thật sự xuống tay với người nhà bọn họ, bởi vì ra tay với bọn họ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn Phong Vân. Lúc này Quách Vĩ Thịnh mới thở dài một hơi. Nghe Lê Văn Vân nói thế, bây giờ Quách Vĩ Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, mụ nội nó, lúc nãy bố tôi sắp sợ đến mức tè ra quần. Lê Văn Vân vui vẻ, anh nhìn Quách Phí Thịnh nói: "Cậu đừng để bố cậu nghe thấy câu này, được rồi, cậu quay về đi, tôi cũng về đây, còn xương rồng nhà các cậu thì bỏ đi, tôi không cần nữa cũng không sao." Đúng vậy, đối với Lê Văn Vân mà nói thì anh sẽ dốc hết sức để giành lấy, nhưng anh xuất thân là người gác đêm, nên chuyện cưỡng ép mua bán anh không làm được. Do đó bên nhà họ Quách thật sự không muốn cho thì anh cũng không còn cách nào khác, nếu bọn họ đồng ý cho thì anh sẽ đưa ra điều kiện nhất định chứ không lấy không. Quan hệ giữa anh và nhà họ quách không giống như quan hệ giữa anh và Hoàng Tông Thực. Hoàng Tông Thực gần như xem Lê Văn Vân là con trai mình, đồng thời Lê Văn Vân cũng rất kính trọng Hoàng Tông Thực. Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Quách Vĩ Thịnh bỗng đổ chuông, anh ta lấy điện thoại ra xem rồi nói, là bố tôi gọi tới. Sao rồi, Quách Khải Thụy hỏi, con có đuổi kịp Lê Văn Vân không? Con đuổi kịp rồi, Quách Vĩ Thịnh vội đáp bố, Bố đừng lo, những lời Lê Văn Vân nói ban nãy chỉ để hù dọa mấy người ông hai mà thôi, chứ không thật sự ra tay với chúng ta đâu." Quách Khải Thụy nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Con bảo Lê Văn Vân quay lại đi, ông hai con đã đồng ý rồi." "Thật không ạ?" À? Quách Phí Thịnh nói, "Được rồi, con sẽ dẫn anh ấy quay lại ngay." Anh ta nhìn Lê Văn Vân nói, "Lê Văn Vân, bố tôi bảo anh hãy quay lại đi, ông hai tôi đã đồng ý rồi." chương 570 anh ta là thần bắn tỉa của người gác đêm. Lê Văn Vân lắc đầu nói, tôi sẽ không lấy không, thế này đi, chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi, tôi sẽ trả lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn phong vận mà tôi đang nắm giữ cho ông, đồng thời tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của các ông, chỉ cần không vi phạm đạo đức pháp luật thì bất kỳ yêu cầu nào tôi cũng có thể hoàn thành giúp các ông. Quách Khải Thụy sửng sốt, rồi bắt đầu mừng như điên. Theo ông ta thấy, So với 5% cổ phần kia thì lời cam kết này của Lê Văn Vân mới là thứ có giá trị, xét từ trình độ nào đó, chỉ cần Lê Văn Vân còn sống thì nhà họ Quách đang có một lá bài tẩy cuối cùng. Ông nuốt nước miếng, nhìn Lê Văn Vân nói: "Cảm ơn cậu." Lê Văn Vân khẽ cười đáp: "Ông đừng khách sáo, buổi tối gặp lại, tôi đi trước." "Được," Quách Khải Thụy nói. Quách muội cầm tách trà đứng bên đó, Lê Văn Vân không nhận lấy mà chỉ hờ hững nhìn hai bố con nhà đó rồi nói hai người đừng có tiết lộ chuyện của tôi ra bên ngoài bằng không mọi thứ coi như xóa bỏ chúng tôi hiểu rồi chúng tôi hiểu rồi hai người vội gật đầu lia lịa lê văn vân lại chào hỏi quách khải thụy và quách vĩ thịnh rồi rời khỏi tòa nhà tập đoàn phong vân sau khi đi ra bên ngoài anh bỗng nhíu chặt mày bây giờ trong bảy mảnh xương rồng mà anh biết thì anh đã hấp thụ một mảnh của nhà họ hoàng tối nay anh cũng có thể lấy được mảnh ở nhà họ quách nhưng năm mảnh còn lại thì hơi rắc rối. Bên Minh Sùng thì cần anh phải sách đầu của Lý Đông Giã mới được. Nhưng Lý Đông Giã quanh năm ở luôn trong nhà, gần như không ra khỏi cửa, hơn nữa Lê Văn Vân không biết thực lực cụ thể của lão già này, cũng như trong nhà họ Lý có bao nhiêu đỉnh cấp, dưới tình huống như vậy, nếu cưỡng ép xông vào nhà họ Lý để giết chết Lý Đông Giã không phải là hành động sáng suốt, đồng thời còn có thể gây ra động tĩnh rất lớn. Mình chỉ có thể đợi sau khi thu thu đến nơi rồi hãng nói. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Thu Thu là tên thật của Lý Thu, từng là số 43 của người gác đêm, bây giờ đã lọt vào top 20 rồi. Anh ta là người nhỏ tuổi nhất trong tiểu đội 11.762, gia nhập vào người gác đêm muộn hơn một năm so với Lê Văn Vân. Anh ta cũng không phải là kỳ tài võ thuật hay thiên phú khác người gì đó, nhưng anh ta có tuyệt kỹ sống còn, đó là kỹ thuật bắn súng cực kỳ đáng sợ. Anh ta là thần bắn tỉa của người gác đêm. Trên thực tế, Ban đầu thiên phú luyện võ của Lý Thu thậm chí là không thể nào đi ra chiến trường chính, nhưng dựa vào kỹ thuật bắn súng này, lúc Lê Văn Vân chọn người để thành lập tiểu đội đã lựa chọn anh ta. Trên thực tế, sau khi đạt tới đỉnh cấp, súng ống bình thường đối với kiểu người như Lê Văn Vân mà nói đã không còn nhiều tác dụng, nhưng Lý Thu thì khác, mặc dù ban đầu anh ta chỉ là số 43, nhưng nếu thật sự kéo một một ra đánh đơn thì Lê Văn Vân có thể hơi kiêng kỵ nếu không phải giá trị vũ lực của anh ta quá yếu thì lúc đó Lý Thu cũng không xếp hạng thấp như thế. Trước đây Phạm Nhược Tuyết từng nhắc đến, ba người bọn họ đều sẽ tới Yên Kinh tìm Lê Văn Vân, bên người gác đêm cũng hy vọng Lê Văn Vân có thể huy động lại tiểu đội 11.762. Audio điện tử võ tấn bền chương 571, sao cô lại quen người này? Lê Văn Vân nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô ấy thì nhíu mày hỏi, cô bị gì thế? Không có gì, tôi chỉ hơi không vui nên muốn tìm anh để uống một ly với tôi thôi." Long Nhã Lâm lẩm bẩm. Lê Văn Vân cũng không từ chối chuyện đi uống một ly này, nhưng bây giờ đang là giữa trưa nên anh cảm thấy uống rượu không được ổn thỏa cho lắm. Anh nhíu mày nói, "Bây giờ uống rượu không sao chứ? Quán ba gì đó cũng đâu có mở cửa." "Tôi có một người bạn mở quán ba nên đã nhờ chị ấy mở cửa rồi, chúng ta cứ tới thằng đó là được, để tôi gửi địa chỉ cho anh." long nhã lâm nói vẻ mặt lê văn vân hơi thay đổi dù gì buổi chiều anh cũng đang rảnh rỗi tạm thời muốn lấy được hai mảnh xương trong tay minh sùng và lý đông giã là chuyện cực kỳ khó bên nhà họ quách thì đến tối mới cùng đi ăn nên buổi chiều anh thật sự rất nhàm chán mặc dù long nhã lâm nói là đi uống rượu nhưng một cô gái như cô ấy cũng chẳng uống được bao nhiêu lê văn vân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý đợi sau khi long nhã lâm gửi địa chỉ cho anh rồi Lê Văn Vân liền lái xe đi tới chỗ đó. Sau khi tới nơi, Lê Văn Vân đỗ xe xong thì ngẩng đầu lên nhìn. Quán ba này là một quán ba yên tĩnh, mặc dù bây giờ chỉ là buổi trưa nhưng cũng mở cửa, hình như bên trong cũng không có bao nhiêu người. Có một bóng người cao gầy đang đứng ở cửa, cô ấy mặc một bộ đồ bó sát, lộ rõ vóc dáng hoàn hảo. Nhưng bây giờ trên mặt cô ấy lại hiện lên vẻ xoắn suýt và u buồn. Đó chính là Long Nhã Lâm lê văn vân đi tới nhìn xung quanh vẻ mặt hơi thay đổi hỏi cô sao thế bây giờ cô đã báo thù rồi tại sao còn xoắn suýt u buồn vậy cô lại xảy ra chuyện gì thế long nhã lâm nhìn lê văn vân rồi mím môi đáp chúng ta vào trong rồi nói suốt lời cô ấy kéo lê văn vân cùng đi vào trong quán bar hai người vừa đi vào quán bar đã nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc hơi mát mẻ mái tóc đỏ rực đang ngồi vắt chéo chân trên sofa trong tay còn kẹp một điếu thuốc dành cho nữ, rất có khí chất ngồi ở bên đó nhả khói. 201 Sau khi nhìn thấy Long Nhã Lâm và Lê Văn Vân, cô ta khẽ cười rồi đứng dậy nói với Long Nhã Lâm, Nhã Lâm, chuyện này là sao, giữa trưa chạy đến chỗ của tôi uống rượu, tôi nhớ trước giờ ông cụ nhà cô đâu cho phép cô uống rượu. Chị Tiểu Hồng, Long Nhã Lâm nhìn cô ta nói, chị sắp xếp cho tụi em một nơi yên tĩnh đi. Tiểu Hồng nhướng mày nhìn Lê Văn Vân hỏi, cậu này là... Lê Văn Vân, bạn của em, Long Nhã Lâm đáp. Lê Văn Vân gật đầu với cô ta. Cô ta nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay nói, hai người đi theo tôi. Sau đó cô ta dẫn Lê Văn Vân và Long Nhã Lâm đi tới một nơi gần trong góc nói, hai người ngồi ở đây đi, Tiểu Huy, mang rượu qua bên này, rồi mang ít đồ ăn tới đây. Vâng ạ, à. một người ở gần đó đáp lại, mọi người đợi một lát chương 572, tôi muốn tới người gác đêm. Dứt lời, anh nhìn Long Nhã Lâm nói, thôi không nói về cô ta nữa, rốt cuộc cô bị gì vậy? Long Nhã Lâm ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân, rồi hơi đỏ mặt nói, chừng nào anh rời khỏi yên kinh. Hả, Lê Văn Vân sửng sốt hỏi ngược lại, sao cô lại đột ngột hỏi thế? Tôi muốn đi cùng anh, Long Nhã Lâm nói, tôi muốn tới người gác đêm. Hả, Lê Văn Vân mơ màng nói, chẳng phải cô muốn gia nhập người gác đêm là để báo thù cho bố mẹ cô à? Bây giờ Lâm Thiếu Hoa đã chết rồi, cô còn muốn tới người gác đêm làm gì? Không cần thiết đâu." Long Nhã Lâm bĩu môi, nghiến răng nói, phiền chết đi được, tại sao mấy người đều không chịu cho tôi gia nhập, ông nội tôi cũng thế. Tôi đã là đỉnh cấp rồi, cho dù tôi quay về cùng anh thì cũng là người lợi hại nhất." Cô nói thử xem, tại sao cô lại muốn gia nhập?" Lê Văn Vân hỏi lòng nhã lâm thở dài nói thôi được rồi tôi sẽ nói cho anh biết tôi muốn cách xa ông nội tôi một tí tôi cảm thấy cuộc đời này của tôi đều do ông ấy sắp xếp hết rồi ông ấy sắp xếp cho tôi luyện võ đọc sách bây giờ ông ấy còn muốn sắp xếp bảo tôi đi xem mắt ngày nào cũng đưa đủ loại ảnh cho tôi xem tôi đã nói cho ông ấy biết là tôi đã có cô ấy nói đến đây thì ngừng lại ngược lại bất kể thế nào thì tôi cũng phải đi tới người gác đêm nếu anh không dẫn tôi đi thì tôi sẽ tự trốn khỏi nhà để đi lê văn vân cạn lời long ưng đài sắp xếp bảo cô ấy đi xem mắt anh phát hiện ra người của thế hệ trước luôn nóng lòng về chuyện hôn nhân của con trẻ long nhã lâm cũng tốt đỗ tịch tịch cũng tốt đều là người đẹp hàng đầu nhưng bề trên của họ lại sợ bọn họ không gả đi được sau khi lâm thiếu hoa chết thủ mới báo được có hai ngày mà long ưng đài đã bắt đầu bảo cháu gái của ông ấy đi xem mắt rồi trước đây đỗ thương bắc càng quá đáng hơn ông ấy dứt khoát tổ chức một buổi tụ họp giới cậu ấm ở giang thành rồi đứng trước mặt mọi người tuyên bố cho phép mấy người đó theo đuổi con gái ông ấy. nếu so sánh thì anh cảm thấy Đỗ Thương Bắc càng không đáng tin hơn. đúng lúc này mấy nhân viên phục vụ đi tới mang lên rất nhiều đồ ăn và rượu cho bọn họ. Long nhã lầm rót một ly rồi uống cạn một hơi ngay lập tức. rõ ràng cô ấy rất hiếm khi uống rượu nên sau khi uống xong trên mặt đã hiện lên vẻ hơi khó chịu. trong lúc bọn họ đang ở bên này uống rượu thì ở phía cửa một người ăn mặc thoải mái đeo xích vàng trong miệng cũng có hai chiếc răng vàng dẫn theo mấy người nữa đi vào trong anh ta nhìn thấy từ tiểu hồng đang đứng ở cửa thì nhoẻn miệng cười lúc từ tiểu hồng nhìn thấy người này trên mặt cô ta cũng nở nụ cười rồi đi tới chào đón ông kim cuối cùng ông cũng tới rồi ông kim nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc răng vàng ông ta bóp mạnh mông của từ tiểu hồng rồi nói ha nếu tôi còn không tới nói không chừng cô sẽ chạy theo thằng khác mất chương 573 cậu đừng để xảy ra án mạng đấy. Tôi hiểu rồi, từ tiểu hồng mỉm cười. Bên này, Lê Văn Vân vẫn đang tán gẫu với Long Nhã Lâm. Hình như tâm trạng của Long Nhã Lâm thật sự rất tồi tệ, cô ấy uống hết ly này đến ly khác, Lê Văn Vân đành phải uống cùng cô ấy. Cũng may loại rượu mà hai người uống cũng không phải là loại rượu mạnh, sau khi uống mấy ly, mặt Long Nhã Lâm đã bắt đầu đỏ bừng. Cô ấy chưa từng uống rượu nên tử lượng thật sự rất kém, Lê Văn Vân, thật đó, khi nào anh rời khỏi Yên Kinh thì hãy dẫn tôi rời theo với, tôi thật sự ao ước cuộc sống của người gác đêm, lúc trước tôi tưởng tôi là vì báo thù, nhưng bây giờ tôi mới biết, tôi thật sự hướng về nó hơn nữa. Tôi không muốn đi xem mắt, bây giờ ông nội tôi hơi điên rồ rồi. rồi. Long Nhã Lâm vừa uống rượu vừa nói. Lê Văn Vân nhìn cô ấy, anh không đồng ý cũng không từ chối. Trên thực tế, anh không muốn Long Nhã Lâm gia nhập vào người gác đêm cho lắm đây cũng chỉ là lời cam kết với long ưng đài mà thôi long ưng đài là người phụ trách mạng lưới ngầm của người gác đêm con trai và con dâu của ông ấy đều bỏ mạng trong người gác đêm nếu long nhã lâm cũng gia nhập vào người gác đêm thì người già với tuổi tác cao như ông ấy ngày nào cũng phải lo lắng cho cháu gái của mình gần như cả nhà ông ấy đều bước vào cuộc sống như thế như vậy có hơi tàn khốc đối với ông ấy ông ấy dạy võ cho long nhã lâm là hy vọng long nhã lâm có thể tự vệ ngoài ra ông ấy chỉ hy vọng long nhã lâm có thể giống như một cô gái bình thường trải qua cuộc sống trưởng thành kết hôn rồi chết đi một cách bình thường cũng giống như sau này khi lê văn vân cưới vợ sinh con có lẽ anh cũng không muốn con mình gia nhập vào người gác đêm bởi vì nơi này quá nguy hiểm anh có đồng ý không long nhã lâm nhìn lê văn vân rồi nắm lấy tay lê văn vân hỏi tay cô ấy rất thon dài rất đẹp cảm giác hơi mát lạnh hình như cô ấy đã uống say rồi nên nhìn Lê Văn Vân nói, nếu anh không đồng ý thì anh chính là tên khốn, mặc dù anh vốn là như thế. Lê Văn Vân nhíu mày rồi rút tay về. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại nhìn về phía cửa, rồi phát hiện ra có một nhóm người đang đi qua bên này. Trong đám người, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Cường. Phía sau còn có mười mấy người. Bọn họ vừa đi vào quán ba đã vang lên tiếng răng rắc, Cửa quán ba được đóng lại ngay, đồng thời ánh đèn khá sáng trong quán ba cũng sáng lên. Trịnh Cường dẫn người đi vào quán ba, rồi nhìn ông Kim nói: "Ông Kim, được đấy, không ngờ tôi chỉ nói tên cho ông biết mà ông đã có thể tìm được người giúp tôi rồi." Ông Kim khẽ cười đáp: "Trùng hợp mà thôi, cách đây không lâu, Lâm Bình nhà họ Vương cũng tìm tôi gọi người đối phó với thằng nhãi này, nhưng người tôi gọi bị cậu ta đánh một trận." Theo tiếng cười của ông ta, hai chiếc răng vàng sáng chói dưới ánh đèn. Ha, ông biết thằng nhãi này có lại lịch gì không?" Trịnh Cường hỏi. "Chương 574 đã giải quyết xong bọn họ." Long Nhã Lâm nhíu mày, cô nhìn Trịnh Cường rồi lại nhìn ông Kim hỏi, "Mấy người là ai, mấy người muốn làm gì?" "Mấy người không nhìn thấy cô đây đang ngồi uống rượu ở đây à? Nếu muốn gây chuyện thì đi chỗ khác mà gây." Rõ ràng dưới sự dạy bảo của Long Ưng Đài, cô ấy không hề quen biết mấy người này. Ông Kim khẽ cười đáp, "Cô Long Nhã Lâm Cậu này là Trịnh Cường, con của Trịnh Chi Dư, chắc cô đã nghe qua rồi. Nhưng Trịnh Cường lại hơi nóng lòng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, rồi cười khẩy, "Lê Văn Vân, anh to gan lắm, anh đã đắc tội với tôi ở Yên Kinh, mà còn dám lảng vảng khắp nơi, chẳng phải lần trước anh hỏi tôi là ai à? Hôm nay tôi sẽ khiến anh nhớ rõ rốt cuộc Trịnh Cường tôi là ai." Lê Văn Vân khẽ cau mày. Đúng lúc này, Trịnh Cường đi tới bên cạnh Lê Văn Vân cười khẩy, "Người phụ nữ như hoa như ngọc này nói chuyện với anh một câu là làm bẩn cô ấy. Tôi bảo anh cút, đúng lúc này, lòng nhã lâm dứt khoát đứng dậy, chỉ mặt trịnh cường quát, anh đừng có mà tới đây làm phiền cô đây uống rượu. Bản thân cô ấy vốn rất cao, cộng thêm việc say khướt nên cả người hơi loạn choạng. Lê Văn Vân mỉm cười nói với cô ấy, chẳng phải tâm trạng cô đang bực bội à. Có nhìn thấy mấy người này không, bọn họ đều là chó đấy, cô có thể đánh bọn họ một trận để phát tiết. Nghe Lê Văn Vân nói thế, mắt long nhã lâm hơi phát sáng trịnh cường nhíu mày nhìn về phía long nhã lâm nói cô long nhã lâm chuyện này không liên quan gì đến cô mà đây là chuyện giữa tôi và lê văn vân nên cô đừng tham gia vào không tốt cho cô đâu ồ long nhã lâm ồ lên rồi lao về phía trịnh cường ngay lập tức bích trên người long nhã lâm bộc phát chân khí đấm thẳng vào đầu của trịnh cường bịch trịnh cường hoàn toàn không kịp phản ứng mà cứ thế bị ăn chọn một đấm Long Nhã Lâm là đỉnh cấp. Mặc dù Trịnh Cường cũng là người luyện võ, nhưng sự chênh lệch giữa anh ta và Long Nhã Lâm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cú đấm này khiến anh ta không kịp phản ứng lại, hai mắt anh ta trợn ngược rồi ngồi sụi lơ dưới sàn, cả người như bị đánh đến mức choáng váng, người ngác ngồi ở đó. Mười mấy người khác đều sửng sốt, vẻ mặt ông Kim thâm trầm, ông ta nhìn Lê Văn Vân rồi vung tay nói với mười mấy người kia, các cậu hãy đánh thằng nhãi này tàn phế cho tôi. Tiểu Hồng, ngăn cô Long lại. Ông nói gì, Long Nhã Lâm trợn mắt nhìn ông ta. Ông Kim lùi về sau mấy bước, mười mấy người mà ông ta dẫn tới chèn ép về phía Lê Văn Vân. Vẻ mặt Lê Văn Vân bình tĩnh, khóe miệng nở nụ cười. Từ tiểu hồng định đi ngăn cản Long Nhã Lâm, nhưng không biết Long Nhã Lâm là say hay đang muốn phát tiết, mà hoàn toàn phớt lờ từ tiểu hồng, rồi lao vào trong đám người. Nhất thời người ngã ngựa đổ một cô gái với tâm trạng buồn bực cộng thêm việc đang uống say thì tuyệt đối đừng nên chọc vào. Mấy người ông Kim dẫn tới đều là người luyện võ, nhưng đa số đều không lợi hại. Đối mặt với đỉnh cấp như Long Nhã Lâm thì hoàn toàn không địch lại. Từ tiểu hồng sửng sốt, cô ta biết Long Nhã Lâm luyện võ, nhưng từ trước đến giờ chưa từng chứng kiến Long Nhã Lâm ra tay, nên rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng một người phụ nữ hành hung 10 người, người đàn ông. Mà bây giờ cảnh tượng này thật sự xuất hiện trước mặt cô ta. Chương 575, ông có chuyện gì không? Nghe Lê Văn Vân nói thế, cả người ông Kim không khỏi run lên, ông ta vội nói, người anh em, tôi cũng chỉ cần tiền làm việc mà thôi, tôi chính là bên trung gian, bọn họ đưa tiền cho tôi thì tôi giúp bọn họ thuê người. Nếu cậu có yêu cầu gì cứ việc trả thù lao cho tôi thì tôi sẽ làm, nên chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi. Ồ, Lê Văn Vân sờ mũi nói, là thế à? Thật sự là vậy đó, ông Kim vội nói phịch. Đúng lúc này, Lê Văn Vân dứt khoát giơ chân đạp vào ông ta, vậy tôi để lại chút ấn tượng cho ông, để sau này có người tới tìm ông đối phó với tôi thì ông nhớ đừng tới nữa, lúc nào cũng đối phó với đám người ngu ngốc như các ông cũng mất công lắm. Ông Kim bị đạp đến mức cả người bay lên, rồi đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, sau đó ngồi dưới sàn, ông ta cảm thấy xương cốt khắp người mình đều gãy vụn rồi. Chúng ta đi thôi, đạp xong, Lê Văn Vân liền nói với Long Nhã Lâm. Đợi bọn họ rời đi rồi, từ tiểu hồng vội chạy đến trước mặt ông Kim nói, ông Kim, ông không sao chứ. Cô đừng quan tâm đến tôi, mau gọi người đưa Trịnh Cường đi bệnh viện đi. Ông Kim nhịn đau vội nói. Bố của Trịnh Cường là Trịnh Chi Dư, là ông trùm nắm giữ sản nghiệp quần áo bất hợp pháp. Yên Kinh, nói theo cách khác thì hạng người này còn khó đối phó và tàn nhẫn hơn mấy hào môn thể ra kia. Nếu Trịnh Cường xảy ra chuyện gì bất chắc thì bản thân ông ta khó mà sống sót lê văn vân và long nhã lâm đi ra ngoài hình như tâm trạng của long nhã lâm đã tốt hơn rất nhiều nhưng cả người càng say khướt hơn sau khi vận hành chân khí hình như nồng độ cồn đã ngấm vào cơ thể nên cô ấy hoàn toàn say khướt cô ấy đứng hơi lảo đảo lê văn vân bất đắc dĩ đành phải dìu cô ấy rồi gọi tài xế tới đợi sau khi tài xế tới anh liền nhờ tài xế lái xe của mình để đưa long nhã lâm về nhà của mình trên thực tế mới đầu Lê Văn Vân định đưa Long Nhã Lâm về chỗ của Long Ưng Đài, nhưng sau khi nghe nói phải quay về, Long Nhã Lâm đã cực kỳ chống đối. Rõ ràng cô ấy không muốn đi xem mắt, cũng không muốn nghe ông cụ cảm giảm. Do đó dưới sự bất đắc dĩ, Lê Văn Vân đành phải đưa cô ấy về nhà của mình. Lúc về đến nhà, Long Nhã Lâm còn ở mỹ muốn uống rượu tiếp, nói gì mà mình vẫn chưa say. Trên thực tế, cô ấy cũng không uống được bao nhiêu chỉ có hai chai rượu với nồng độ thấp mà thôi. Lê Văn Vân dìu cô ấy vào phòng của Hoàng Thị Kỳ, rồi tháo giày cho cô ấy, nhìn vóc dáng gần như hoàn hảo của Long Nhã Lâm, Lê Văn Vân không khỏi nuốt nước miếng. Ngụ nội nó, trong lòng anh thầm mắng, rồi bật điều hòa, vội đóng cửa lại chạy ra ngoài. Anh vừa chạy ra ngoài, Long Nhã Lâm đã lẩm bẩm một câu đồ hèn nhát. Lê Văn Vân nghe thấy câu này thì thầm thở dài, rồi ngồi xuống sofa. Audio điện tử võ tấn bền. chương 576 nơi đây không phải là yên kinh. Lý Đông giã nói, tôi đã suy nghĩ kỹ một ngày trời, mảnh xương rồng này không có tác dụng gì với tôi. Ban đầu tôi cũng nhờ cơ duyên trùng hợp mới có được, nhưng tôi là siêu cấp nên không thể nào phối hợp với nó. Do đó tôi sẽ lấy ra tặng cho cậu, ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng, để xem cậu lấy món đồ gì để trao đổi. Trong lòng Lê Văn Vân hơi rung động, Phản ứng đầu tiên của anh là, đây chính là cảm bẫy. Chính mình đã vào mặt nhà họ Lý đến xương lên như vậy, không ngờ bây giờ Lý Đông Giã lại chủ động nhượng bộ, nói muốn nhường xương rồng cho mình. Tất nhiên nếu là vì xương rồng, dù biết là cảm bẫy, Lê Văn Vân cũng phải dẫm lên, anh thở dài một hơi nói, được, ông nói thử xem ông cần gì. Thứ tôi cần rất đơn giản, Lý Đông Giã bình tĩnh nói, đối với người như chúng tôi thì chỉ cần tiền là được. Tôi dùng ba mảnh xương rồng của nhà họ Lý chúng tôi để đổi lấy toàn bộ cổ phần của công ty Hoàn Vũ, cũng tương đương với 50 tỷ của Trần Mỹ Huyên, thế nào? Còn việc cậu đưa cho Trần Mỹ Huyên bao nhiêu tiền thì tôi không quan tâm, nếu cậu có thể làm được thì ngày mai dẫn Trần Mỹ Huyên tới trang viên Thành Á vùng ngoại ô để ký kết hợp đồng, thế nào? Vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Nghe câu này có vẻ bên nhà họ Lý nghĩ đi nghĩ lại là muốn lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ. Ông ta không hấp thụ được xương rồng nên thử này chẳng có tác dụng gì đối với ông ta, dùng ba mảnh xương rồng không có tác dụng để đổi lấy quyền kinh doanh tập đoàn Hoàn Vũ, ngược lại chuyện này không có vấn đề gì. Những địa điểm mà ông ta lựa chọn lại khiến Lê Văn Vân hơi nghi ngờ. Ông ta lựa chọn địa điểm là ở vùng ngoại ô, hơn nữa còn là trang viên của bọn họ. Nơi đây không phải là yên kinh. Theo lý mà nói, nếu ông ta thật sự muốn giao dịch thì cứ tùy ý tìm một khách sạn để hoàn thành giao dịch là được để lấy được ba mảnh xương rồng này, Lê Văn Vân phải bỏ ra 50 tỷ cũng đáng giá thôi. Hình như, bọn họ muốn ra tay với mình ở vùng ngoại ô, rồi tiện thể giải quyết luôn chuyện của Trần Mỹ Huyên. Trong lòng Lê Văn Vân cười nhạo đáp được, tôi đồng ý với ông, ông gửi địa chỉ trang viên qua cho tôi đi, mấy giờ ngày mai. 7 giờ tối ngày mai, đúng lúc chúng ta có thể cùng ăn tối. Lý Đông Giã nói, không thành vấn đề, chắc chắn tôi sẽ tới đúng giờ. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Vừa cúp máy, Lê Văn Vân đã sờ mũi nói, hình như lão giả này định ra tay với mình. Anh cũng không để tâm cho lắm, nhìn hai thanh đao phá không và vô danh cảm trên vách tường ở gần đó, khóe miệng anh liền nở nụ cười. Cùng lúc đó, trên hòn đảo thuộc khu tội ác, vì lệch múi giờ, mặc dù bên Lê Văn Vân đã là buổi chiều, nhưng trên đảo chỉ mới qua ngày mới. Hoàng Thị Kỳ bước ra từ trong khách sạn khá xa hoa, cửa khách sạn còn có hai nhân viên phục vụ đang đứng, thấy Hoàng Thi Kỳ rời đi, bọn họ mỉm cười nói bằng tiếng Anh, hoan nghênh cô lại tới chơi lần nữa. Hoàng Thị Kỳ mỉm cười, rồi đi tới trước chiếc xe mà tối qua cô ta đã cướp được, ném ba lô và sao Lam Tinh vào trong đó, rồi mở cửa xe ra. Đúng lúc này, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, kéo vành mũ xuống rất thấp đi tới bên cạnh cô ta, rồi mở cửa ghế phụ, ngồi thẳng vào trong. Chương 577, anh đang chấp hành nhiệm vụ à? Lê Văn Vân không hề hay biết mọi chuyện đang diễn ra trên hòn đảo xa xôi, sau khi tiến vào khu tội ác thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, muốn đi ra ngoài từ khu tội ác thì điều kiện tương đối hà khắc. Vì rảnh rỗi nên anh ngồi ở phòng khách trong nhà xem TV suốt buổi chiều, mãi đến năm rưỡi chiều, cô ấy vẫn đang ngủ say. Năm rưỡi chiều, Lê Văn Vân liếc nhìn phòng mà Long Nhã Lâm đang ngủ rồi nhíu mày anh viết một tờ giấy ghi chú để lên bàn trà tôi ra ngoài một lát nếu cô tỉnh rồi thì tự đi tìm thứ gì để ăn đi suốt lời anh đi xuống gara lái xe đến nhà của quách khải thủy sau khi đến nơi quách manh manh liền chạy tới ôm chầm lấy lê văn vân hình như cô ấy rất thích lê văn vân trong ký ức của cô ấy lê văn vân như anh hùng siêu cấp cảnh tượng đó luôn khắc sâu trong tâm trí cô ấy hừ anh lê văn vân anh đã nói nếu rảnh sẽ tới chơi với em mà nhưng đã nhiều ngày như vậy mà anh chưa từng liên lạc với em wechat cũng thỉnh thoảng mới nhắn lại một lần quách manh manh bĩu môi nói lê văn vân xoa đầu cô ta nói gần đây anh khá bận quách manh manh rẻ rặt liếc nhìn trong nhà rồi hỏi anh đang chấp hành nhiệm vụ à Ừm, um, lê văn vân gật đầu đáp em hãy giữ bí mật đi thôi chúng ta vào trong gặp bố mẹ em đi vâng ạ à. quách manh manh nắm tay lê văn vân rồi dẫn anh đi vào biệt thự Lúc này trong biệt thự rộng lớn, Quách Vĩ Thịnh đang nghênh ngang ngồi trên sofa chơi game, còn Quách Khải Thụy thì đeo mắt kính, cầm một cuốn sách ngồi đọc ở bên cạnh. Ngoài ra, còn có một phu nhân được chăm sóc rất tốt, bà ta liếc nhìn Lê Văn Vân, rõ ràng đã biết tối nay Lê Văn Vân sẽ tới, nhưng lúc nhìn thấy Quách Manh Manh đang nắm tay Lê Văn Vân thì khẽ cau mày nói, Manh Manh, bây giờ con đã 16 tuổi rồi, đã là một cô gái rồi, còn lôi lôi kéo kéo một người con trai thì ra thể thống gì con còn không mau tới đây ngồi xuống đi. Vâng ạ, à, quách manh manh bĩu môi, buông tay Lê Văn Vân ra. Rõ ràng phu nhân này là mẹ của quách manh manh và quách vĩ thịnh. Mặc dù bà ta đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Rõ ràng bà ta là người khá nghiêm khắc, nhất là phương diện gia giáo. Lê Văn Vân không khỏi liếc nhìn Quách Vĩ Thịnh đang ngồi ở bên cạnh. Anh không biết tại sao Quách Vĩ Thịnh lại biến thành bốn cậu chủ yên kinh như thế lê văn vân tới rồi à đúng lúc này quách khải thụy đóng quyển sách lại cười nói cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chúng ta mau đi ăn thôi rồi năm người cùng ngồi xuống bàn ăn sau khi tới trước bàn ăn quách khải thụy liền đưa một chiếc hộp cho lê văn vân nói đây là món đồ mà cậu cần nhưng nói đi cũng phải nói lại sau này cậu ở yên kinh thì có thể thường xuyên tới nhà chúng tôi chơi ngày nào manh manh cũng nhắc tới cậu đúng đó dù gì nhà của em cũng rất rộng anh lê văn vân hay là sau này anh ở lại nhà của em đi. Quách manh manh vội nói. chương 578, chuyện này không vội. Quách phí thịnh sáng mắt đáp, vâng ạ. Đúng lúc này mẹ bọn họ bỗng lên tiếng, hai con nhất định phải về trước 12 giờ. Vâng ạ, quách phí thịnh gật đầu lia lịa, rồi nháy mắt với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng muốn rời đi nên chào tạm biệt hai người, rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên nhìn quách khải thụy nói, đúng rồi, chuyện liên quan đến cổ phần, chúng ta vẫn nên ký kết trước đã chuyện này không vội Quách Khải Thụy nói cứ để hai đứa Vĩ Thịnh dẫn cậu ra ngoài chơi đã Lê Văn Vân gật đầu đáp thôi được rồi ba người đi ra cửa rồi mang giày vào sau khi đi ra ngoài Quách Vĩ Thịnh mới xoa chán nói ôi mẹ ơi cuối cùng cũng ra ngoài rồi mẹ kiếp làm ông đây bực bội muốn chết Lê Văn Vân tò mò nhìn anh ta hỏi trước đây bầu không khí trong nhà cậu cũng ngột ngạt như thế à Quách Vĩ Thịnh thở dài đáp À, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Sứt lời, anh ta liền nói nhỏ với Lê Văn Vân, bố tôi là người hèn hạ, trước đây mẹ tôi không thích bố tôi, nhưng nhà bố chúng tôi có tiền, nên gia đình mẹ tôi đã cưỡng ép cả mẹ tôi cho bố tôi. Mấy chục năm trôi qua, mẹ tôi cũng đã quen rồi, nhưng vẫn không hài lòng với bố tôi. Nói một cách đơn giản thì bố tôi là người hèn hạ trong tình yêu, hèn hạ đến mức cuối cùng có đủ mọi thứ, nhưng lại không có được tình yêu của mẹ tôi. Anh, anh đừng nói lung tung quách manh manh vội nói sở dĩ nhà của em như vậy thật ra anh em nói chỉ đúng một mặt mà thôi chủ yếu nhất vẫn là vì anh trai em trước đây mẹ em không quan tâm đến gia đình sau đó anh em khá phóng túng anh cũng biết rồi đấy anh ấy là bốn cậu chủ yên kinh gì đấy sau đó mẹ em cảm thấy quả thật đã lơ là quản lý nên mới bắt đầu biến thành bộ dạng như bây giờ quách phí thịnh lúng túng gãi đầu nói vậy thì sao chứ gần đây anh sắp một ngạt đến chết rồi không dễ gì buổi tối mới có thể ra ngoài một chuyến. Manh manh, em dẫn Lê Văn Vân đi chơi đi, anh phải đi tìm mấy anh anh trai của em đây. Anh nhớ về sớm rồi uống ít một chút, nếu bị mẹ phát hiện anh lại bị đánh đấy, quách manh manh vội căn dặn. Bị đánh có là gì đâu, quách vĩ thịnh mở cửa một chiếc xe, rồi chui thẳng vào trong phòng đi như một làn khói. chương 579, thật là một đứa trẻ đáng yêu. Lê Văn Vân chở quách manh manh đến trung tâm mua sắm gần đó để đi dạo, mua cho quách manh manh vài món đồ nho nhỏ, hầu hết đều không đắt lắm nhưng rõ ràng quách manh manh rất vui. Sau khi mua sắm, họ cùng nhau xem phim, sau khi xem xong đã gần 11 giờ rưỡi. Lê Văn Vân đưa quách manh manh đến một nhà hàng thịt nướng, sau khi ngồi xuống, Lê Văn Vân gọi rất nhiều que xiên, sau khi quách manh manh cắn hai miếng thì nói ngay, ôi, ngon quá, vì mẹ của cô ấy nên cô ấy hầu như không ăn thịt nướng trong suốt 16 năm qua, thỉnh thoảng quách vĩ thịnh lén lút đem đến cho cô ấy ăn một lần là khi mẹ đi vắng. Lê Văn Vân mỉm cười chiều mến nhìn quách manh manh, đôi khi anh cũng ước rằng mình có được một cô em gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Việc kinh doanh của nhà hàng đồ nướng này rất thịnh vượng, cửa hàng đông nghịt người, chơi ẩn tù tì uống rượu, người nào cũng có. Tuy quách manh manh còn nhỏ nhưng đã trổ mã rất xinh đẹp, tươi ngon mơn mởn nên tự nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bởi vì có đám người phạm nhược tuyết nên từ lâu Lê Văn Vân đã quen với cảm giác bị người trên đường nhìn chằm chằm khi đi với những người phụ nữ xinh đẹp mà anh cũng chẳng để ý đến chuyện đó. Ăn xong anh sẽ tiến em về, Lê Văn Vân cười nói. Tay cầm sợi dây đeo túi sách của quách manh manh đưa ra, cô ấy bĩu môi nói, vậy lần sau khi nào anh lại đến thăm em nữa đây? Nếu có lần sau, Lê Văn Vân sờ sờ cầm nói, dù sao trước khi rời khỏi Yên Kinh thì nhất định anh sẽ lại dẫn em tới đây ăn thịt xiên là được. Được, quách manh manh vui vẻ cười lớn. Hoa hoa hoa. Đúng lúc này, chợt có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Lê Văn Vân nhìn sang thì thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi bên trong cửa hàng, trong tay người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ còn rất nhỏ, Lê Văn Vân đoán khoảng 7 hoặc 8 tháng tuổi, vẫn chưa cai sữa. Lúc này thấy con khóc, vợ chồng kia có vẻ luống cuống. Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc nha. Người phụ nữ đung đưa thân thể không ngừng dỗ dành đứa nhỏ, còn thanh niên bên cạnh tỏ vẻ mất kiên nhẫn trợn mắt liếc nhìn đứa nhỏ. Trẻ con khóc, có lẽ là do nó đói, mấy người mau cho bé bú sữa hay lấy gì bón cho nó ăn đi. Có người bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc nhở. Ồ, dạ dạ dạ, người phụ nữ trẻ vội nói, cô ta nhìn quanh không thấy gì, sau đó cô ta cầm một chai duy di lạnh ở trên bàn cẩn thận bón cho đứa trẻ. Đứa trẻ nhấp từng ngụm từng ngụm, quả nhiên tiếng khóc ngừng hẳn. Thật là một đứa trẻ đáng yêu, quách manh manh nhìn đứa trẻ, cái miệng nho nhỏ dính đầy dầu mỡ tươi cười. Nhưng đúng lúc này, cô ấy phát hiện Lê Văn Vân chợt đứng dậy đi về phía cặp vợ chồng trẻ, thản nhiên hỏi đứa trẻ này của mấy người là lấy từ đâu. Giọng của Lê Văn Vân trầm xuống, toàn bộ cửa hàng thịt nướng đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía anh. Sắc mặt của cặp vợ chồng trẻ khẽ thay đổi, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sau đó vẻ lo lắng lập tức biến mất. Người đàn ông trợn mắt nói, đương nhiên là con của chúng tôi rồi, anh là ai vậy hả? Không, đứa nhỏ này không phải con của mấy người. Lê Văn Vân lạnh lùng nói, manh manh, gọi cảnh sát. Chỉ cần nói rằng ở đây có người bắt cóc trẻ em là được. Ngay sau khi anh vừa dứt lời, toàn bộ cửa hàng rơi vào yên tĩnh bắt cóc trẻ em lại ở một nơi như yên kinh thế này. Anh đừng nói nhảm, chúng tôi lại bắt cóc bản con của chính mình ư? Cô gái ôm đứa nhỏ đứng lên, nhưng sắc mặt của cô ta càng lúc càng căng thẳng. Chương 580 đây là chuyện tốt nên em không sợ. Vẻ mặt của anh ta thoáng hiện lên một vẻ độc ác, kế đó người phụ nữ ném đứa trẻ cho Lê Văn Vân, ngay sau đó, cô ta đột ngột đẩy Lê Văn Vân ra, sau đó, hai người bọn họ định chạy trốn ra ngoài. Lê Văn Vân dùng tay phải đón lấy đứa trẻ, đồng thời nhoài người về phía cái bàn vơ lấy một cái đĩa ném vào đầu người phụ nữ, người đàn ông định bỏ chạy nhưng đã bị mọi người trong nhà hàng thịt nướng nhanh chóng chặn lại. Khi thấy bọn họ định bỏ chạy, những người khác cũng biết chắc chắn hai người này là bọn buôn người. Ngay sau đó, người đàn ông cũng đã bị khống chế trên mặt đất. Cảnh sát đến với tốc độ rất nhanh, ghi lại khẩu cung một cách qua loa còn Lê Văn Vân sau khi giao đứa bé cho cảnh sát thì thanh toán hóa đơn và cùng Quách Manh Manh bước ra khỏi cửa hàng. Quách Manh Manh vẫn đang cầm trên tay hai xiên thịt, vừa ăn vừa nói với đôi mắt sáng ngời, anh Lê Văn Vân, anh thật tuyệt vời, sao lúc đó anh biết được vậy? Nếu không nhờ có anh thì đứa bé đó thật đáng thương. Lê Văn Vân mỉm cười, là người gác đêm, nếu không có khả năng trinh thám này thì quả là quá soảng xĩnh rồi. Ừ, cứ thế này, Ngoài việc lúc trước anh cứu em thì chúng ta còn có một kỷ niệm khó quên này nữa. Dọc đường đi, Quách manh manh vui vẻ nói, sau này em cũng muốn làm người gác đêm, người gác đêm thật là giỏi. Em ấy à, cứ chăm chỉ học hành và ở nhà đi làm là được rồi. Lê Văn Vân lại xoa đầu cô ấy nói, bởi vì nán lại ở nhà hàng thịt nướng hơi lâu nên khi Lê Văn Vân lái xe chở Quách manh manh về nhà đã là 12 giờ, Quách manh manh cũng đã ăn xong xiên que khi vừa đến cửa thì họ phát hiện quách vĩ thịnh đang lén lút trốn ở đằng kia khi nhìn thấy lê văn vân và quách manh manh xuống xe anh ta mừng rỡ như điên vội chạy tới nói chết tiệt giờ mấy người cũng mới về hả anh sao anh không vào mà lại trốn ở đây vậy anh định ăn trộm nhà của chính mình à quách manh manh trợn mắt hỏi thôi đi quách vĩ thịnh mắng đừng có sắc láo như thế sao bây giờ mấy người mới về em không sợ mẹ à Quách manh manh ưỡn ngực tự hào nói, hừ, đương nhiên không sợ, vừa rồi em và anh Lê Văn Vân vừa bắt được một bọn buôn người, đây là chuyện tốt nên em không sợ. Trông cô ấy rất tự hào, cứ như thể ban nãy chính cô ấy là người đã bắt được hai tên buôn người và vạch trần bọn chúng vậy. Hả, Quách Vĩ Thịnh sửng sốt một lúc, nhưng rõ ràng anh ta không có hứng thú lắm với chuyện này, anh ta nghiêng người về phía Quách manh manh nói, manh manh, mau người đi, trên người anh có mùi rượu không? Đừng đến gần đây, đứng cách xa 5 mét cũng còn ngửi được nữa là. Thật kinh tởm, còn có mùi nước hoa của phụ nữ nữa. Quách manh manh nhìn anh ta nói, anh à, anh tiêu đời rồi. Quách vĩ thịnh tái mặt, anh ta vội vàng nhìn Lê Văn Vân nói, anh Vân, anh phải cứu tôi. Như vậy đi, tôi sẽ nói với mẹ là tôi và anh đi uống rượu, sau đó không cẩn thận bị dính phải mùi nước hoa trong cửa hàng thịt nướng. Không thành vấn đề, Lê Văn Vân cười nói, nếu mẹ anh tin rằng anh bị dính phải mùi nước hoa trong nhà hàng thịt nướng thì nhất định tôi sẽ không ba hoa gì cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 580.